Sáng ngày 31 tháng 5, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã tổ chức tuyên dương học sinh xuất sắc tiêu biểu năm học 2015-2016. Tới dự có đồng chí Vũ Thị Liên Oanh, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đồng chí Vũ Văn Học, bí thư thị ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Hoàng Văn Thắng, phó bí thư thường trực thị ủy, đồng chí Hà Hải Dương, tỉnh ủy viên, phó bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đồng chí Trần Văn Vinh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Tại buổi lễ, 244 em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016 đã được Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều tuyên dương khen thưởng. Đây là những tấm gương tiêu biểu nhất của thị xã Đông Triều đã đạt giải cao trong các hội thi và giao lưu cấp thị xã, tỉnh và quốc gia. Ở cấp tiểu học có hơn 100 em học sinh đạt giải cao ở các cuộc thi như giao lưu Olympic tiếng Anh cấp tỉnh, viết chữ đẹp cấp tỉnh, thi Olympic toán cấp tỉnh, thi tiếng Anh trên mạng internet cấp quốc gia, thi giải toán qua mạng internet cấp quốc gia. Nhiều em đạt giải huy chương bạc, huy chương đồng, giải nhất, giải nhì. Ở cấp trung học cơ sở, toàn thị xã có 288 giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thị xã, các môn văn hóa. Đặc biệt trong cuộc thi toán qua internet cấp quốc gia, thị xã Đông Triều có một em đạt huy chương vàng và trong hội thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề tình huống thực tiễn, Đông Triều có một học sinh duy nhất của tỉnh đạt giải nhất cấp quốc gia. Ngoài ra, thị xã Đông Triều còn xếp hạng nhất toàn đoàn hội khỏe phù đồng tỉnh Quảng Ninh với 108 huy chương các loại. Trong thời gian tới, thị xã Đông Triều sẽ tiếp tục làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh việc nâng cao giáo dục văn hóa, các trường học trên địa bàn thị xã sẽ quan tâm giáo dục lịch sử địa phương, kỹ năng sống, hướng nghiệp cho học sinh.